Vừa đó chính là X-Step. Một tràng hoa tay được lớn được không ạ? Quá tuyệt vời. Xin được chúc mừng cho các chàng trai, các cô gái đến từ thủ đô Hà Nội của chúng ta. Xin mời các bạn tiến về phía trước ạ. Có thể nói trong phần dàn dựng vừa rồi rất công phu, mang màu sắc dân tộc Việt Nam của chúng ta vừa hào hùng mà vừa hiện đại. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời phần nhận xét của giám khảo John Huy Trần. Xin được mời anh. Ok. Một bài dân gian đương đại nè, cũng có hip hop, cũng có walking, cũng có nhiều cái cảm giác khác nhau. Ok. Anh rất là thích cái bài này, và tại tụi em mang tới trên cái sân khấu của mình cái văn hóa của Việt Nam, nhưng mà tụi em làm bằng một cái khách rất là so damn cool. Wow. Hiểu không? So damn cool. Like, anh phải nói damn, thực sự anh muốn nói một cái từ khác, ok? But so damn cool. Cái phong cách của các em, mấy cái bước chuyển của các em, cái động tác tụi em chọn, mấy cái tổ hợp nhỏ, mấy cái tổ hợp lớn, cái đầu cụ. Thực sự chừng nào mình làm một cái bài thi càng nguy hiểm, càng bảo hiểm, nếu mà thành công chắc chắn điểm sẽ rất cao. Và mình còn một nhóm nữa nha. AAT. AAT, nhưng mà I'm with you. Wow. Nói chung là thế này, mình không cần biết kết quả nó, cái kết quả nó sẽ đi đến đâu, các bạn thắng hay không thắng, nhưng mà cái mà anh mong muốn được nhìn thấy nhóm của các bạn, đó là các bạn luôn luôn giữ được cái màu này. Bởi vì đây là một cái màu pha trộn, nó cực kỳ đặc biệt, và nó cực kỳ, nó phải nói là rất là thú vị. Nó làm mới tất cả những cái thể loại nhảy mà các bạn đang tạo ra một cái phong cách, một cái gì đấy rất riêng của các bạn. Và anh hy vọng là các bạn hãy giữ lấy cái này cho cái con đường sự nghiệp của nhóm của các bạn, và chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Chúc mừng tất cả các bạn. Xin được cảm ơn giám khảo, một tràng pháo tay thật lớn cho X-Champ. Quá tuyệt vời.